Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, năm B. Chủ đề: Hãy tỉnh thức và sẵn sàng. Kính thưa quý cố ông bà và anh chị em, tỉnh thức, sẵn sàng diễn tả tình trạng tỉnh táo, chu đáo, làm chủ các phương tiện phục vụ cho nhiệm vụ được trao. Ví như người lính trên chiến trường, quân trang, quân dụng luôn sẵn sàng trong tầm tay, để bất cứ khi nào nghe còi báo động là có mặt ngay tại vị trí được chỉ định. Ngày nay, nhờ khoa học công nghệ phát triển, nhiệm vụ cảnh báo sớm trong mọi lĩnh vực, thiên nhiên, môi trường sinh thái, an toàn thực phẩm, sức khỏe, an ninh quốc phòng, v.v. đã cứu nhân loại khỏi hiểm họa hủy diệt trong diện rộng. Tạ ơn Chúa đã dạy chúng con tỉnh thức sẵn sàng nhằm duy trì và phong nhiêu sự sống cho đến ngày tất cả đi đón Chúa Kitô trên các tầng mây và được ở cùng Chúa luôn mãi. Mùa vọng còn được gọi là mùa trông chờ Chúa đến. Hai biến cố trọng đại làm nên cuộc lữ hành đức tin của người môn đệ Chúa. Chúa đến lần thứ nhất, mầu nhiệm nhập thể, con Thiên Chúa làm người, sự phối hợp nhiệm mầu giữa hai bản tính Thiên Chúa, người trong một ngôi vị duy nhất, ngôi hai, đã cho phép Chúa Giêsu thực hiện chương trình cứu độ của Chúa Cha theo phong cách con người. Bởi phép Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria, đã sống thân phận con người như chúng con ngoại trừ tội lỗi, đã loan tin mừng cứu độ cho kẻ bị giam cầm, niềm hân hoan cho người sầu khổ trong tâm hồn. Người đã giang tay chịu khổ hình, hầu phá hủy sự chết và khơi nguồn sự sống lại. Chúa đến lần thứ hai, trong uy quyền cao sang, nhờ hồng ân hiển nhiên Cha ban, chúng con lãnh nhận điều Cha đã hứa mà ngày nay đang tỉnh thức và vững dạ đợi chờ. Hành trình của người môn đệ giữa hai biến cố nhập thể và quang lâm của Chúa Giêsu là thái độ tỉnh thức sẵn sàng, hay còn gọi là sống đức tin, trở nên giống Giêsu trong mọi sự, nhờ biết lắng nghe và thực thi ý Chúa, chắc chắn sẽ đạt được cùng đích, đó là sự sống đời đời và được ở cùng Chúa luôn mãi. Phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, định hướng cho cuộc lữ hành đức tin của người môn đệ, cụ thể là thái độ tỉnh thức và sẵn sàng mọi nơi, mọi lúc. Bài đọc thứ nhất trích sách ngôn sứ Isaiah nhắc dân Chúa ý thức về cội nguồn, không phải Abraham hay Jacob là cha của họ, mà là Đức Chúa đấng nhồi nặn, ban tặng sự sống, hằng quan phòng, gìn giữ, săn sóc, chở che, dẫn đường chỉ lối để họ được hạnh phúc, được sống lâu dài. Ý thức được ân huệ Chúa ban và sống hài hòa mối tương quan với Chúa là sự tỉnh thức đúng nghĩa. Tâm tình ấy làm cho Chúa được vui, vì lẽ con người cảm nghiệm được Thiên Chúa yêu thương, nên họ luôn nhớ đến Ngài khi tuân thủ đường lối, huấn lệnh của Ngài. Họ được Thiên Chúa thưởng công xứng đáng. Ngược lại, bất tín,
cứng lòng trước lời mời gọi của Chúa, sống bê tha, tội lỗi, không cầu khẩn danh Ngài, cũng không thức tỉnh, níu kéo khi Ngài còn ở kề bên là kẻ mê ngủ triền miên. Chúa đã ngoảnh mặt làm ngơ để mặc cho tội ác chúng phạm hành hạ chúng. Bài đọc thứ nhất là lời cảnh báo giúp con người biết biện phân chính tà, ánh sáng, bóng tối, ân sủng, tội lỗi, sự sống, sự chết. Ai muốn điều gì có thể tự do đưa tay đón lấy và phải chịu trách nhiệm về sự chọn lựa của mình. Lời cảnh báo tỉnh thức và sẵn sàng trong thời đại đấng cứu thế hoàn toàn minh bạch, rõ ràng và rất cụ thể. Chúa Giêsu trong bài tin mừng nhấn mạnh việc tỉnh thức sẵn sàng bằng một câu chuyện ngụ ngôn rất thời sự. Ông chủ trảy đi phương xa trước khi đi trao quyền cho các đầy tớ mỗi người một việc và ra lệnh cho họ phải canh thức. Nếu khi ông trở về bất chợt thấy họ đang tỉnh thức thì phúc cho đầy tớ ấy. Hai điều đáng lưu ý trong bài phúc âm đó là sự tín nhiệm của chủ đối với gia nhân và sự tự do cần mẫn, tỉnh thức của người đầy tớ. Tình yêu làm nên mối tương quan kỳ diệu, tín nhiệm tuyệt đối và trung thủy bền vững. Yêu thật thì không nghi ngờ người mình yêu phản bội, cho dù họ ở đó hay đi bất cứ đâu, tương giao bất luận với hạng người nào. Trao phó công việc thì không cần dè chừng đặt người giám sát. Tình yêu tín nhiệm tuyệt đối thật cao quý. Chúa chính là mẫu người yêu tín thành, nhân nghĩa và giàu lòng thương xót đối với mọi loài. Phần con người được Chúa yêu thương biểu lộ bằng tình yêu, bằng sự thủy chung cần mẫn, thể hiện qua việc thực thi ý Chúa. Chúa Giêsu là khuôn mẫu của người được Cha yêu thương, bởi lẽ Ngài không bao giờ làm điều gì theo ý riêng mà trọn vẹn làm theo ý đấng đã sai Ngài, nên Giêsu trở thành người con yêu dấu đẹp lòng Cha mọi đàng. Tỉnh thức và sẵn sàng theo tin mừng đó là sống đức tin, là mở lòng cho tình yêu huyền nhiệm ùa vào ngập lút tâm hồn chúng ta. Thánh Phaolô trong bài đọc 2 cảm thức chỉ có tình yêu mới tạo nên mối dây ràng buộc mọi điều toàn thiện, mới thúc đẩy Thiên Chúa tặng ban ân huệ vô lượng là chính con một yêu dấu, và mới thôi thúc người môn đệ sẵn sàng hiến thân cho một tình yêu. Đó là thái độ tỉnh thức và sẵn sàng Cha trên trời mong muốn đòi hỏi. Phaolô cầu xin cho chúng ta được dư dật ân sủng và bình an của Chúa Cha và của Đức Giêsu Kitô. Chính ân sủng này làm chúng ta nên giàu có, phong phú về mọi phương diện, giúp chúng ta tỉnh thức sẵn sàng, bền vững thi hành ý Chúa và không ai có thể trách cứ chúng ta trong ngày Đức Giêsu Kitô ngự đến. Thưa anh chị em, giáo huấn lời Chúa hôm nay nhắn gửi chúng ta hai điều. Một là tin vào Thiên Chúa, tình yêu và sự sống là chính danh Ngài. Chúa luôn muốn mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý, đón nhận lời cảnh báo tỉnh thức sẵn sàng trong sự ưu tiên hàng đầu cho ơn cứu độ bản thân, vì biết rằng lợi lãi cả thế gian, lỗ vốn mất linh hồn được ích gì. Hai là thực hành tỉnh thức sẵn sàng cách cụ thể, không liều mình phạm tội, và nếu có yếu đuối lỗi lầm
hãy thành tâm chạy đến với bí tích hòa giải để được thứ tha. Hãy xin hoa quả xứng với lòng thống hối. Đằng khác, tích cực bồi dưỡng đức tin bằng việc đọc và suy gẫm lời Chúa. Nhờ lắng nghe và thực thi ý Chúa, người môn đệ được ơn vững mạnh trong đức tin và đức mến, đủ sức chu toàn bổn phận thuộc đấng bậc mình, vốn là điều kiện cần để đi đón Chúa trên các tầng mây và sẽ được ở cùng Chúa luôn mãi. Xin Chúa thương nâng đỡ và chúc lành cho cộng đoàn chúng ta trong ngày Chúa Nhật mùa vọng hôm nay. Amen.